Hello, hello, xin chào các bạn, đây là chiếc thuận cap rồi ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ các bạn, bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi tối giờ Cali ở Việt Nam khi mà đã bước vào cuối tuần ngày thứ bảy rồi Thì trước khi mà các bạn tận hưởng cuối tuần Nên tôi cũng muốn dành cái video này Để cập nhật một số thông tin quan trọng với các bạn Và ngày mai đó sẽ có một video Tôi sẽ dành thời gian nghỉ ngơi một ngày Thì đầu tiên hết chúng ta sẽ nói về tình hình của crypto các bạn Và những thông tin liên quan Rồi chúng ta sẽ dành thời gian ở cuối video Nói về tình hình chung của thị trường tài chính Thì khi mà các bạn chỉ nhìn vào giá cả của BTC đó, Thì các bạn sẽ thấy được là giá không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua Thì bây giờ là khoảng 26 sáu 26.458 và nếu như chúng ta nhìn vào giá của BTC so với ngày hôm qua đây thì không có sự thay đổi luôn các bạn thấy được là xuống 0.1% và thậm chí Ethereum cũng như vậy BNB đây thì các bạn thấy được là sau 2-3 ngày xuống nó khoảng chừng là 15% thì so với ngày hôm qua giá cả cũng đã đứng lại mức là khoảng 260 đô nhưng mà chúng ta đã thấy là một số đồng trong đó chúng ta có Cardano, Solana, Polygon những đồng này đã xuống cái phần trăm nhiều hơn các bạn chúng ta nhìn thấy được là xuống 9%, 10% nhìn tổng quát thị trường đó thì chúng ta thấy được là hôm nay những đồng mà thuận dư chia sẻ những đồng mà xuống nhiều tại sao vậy các bạn? Tại vì chúng ta có một cái thông tin lớn hồi sáng này đó chính là sàn Robinhood đã ra quyết định là họ sẽ delist list đồng Cardano, Polygon và Solana thì chúng ta cũng vừa nói đến gần đây có phải Robinhood sẽ là cái sàn kế tiếp trong tầm nhắm của SEC hay là không? Cho đến thời điểm bây giờ đó các bạn thấy được là ban quản lý chứng Hoa Kỳ chỉ đi kiện những dự án trong thị trường crypto này và kiện những sàn mà cung cấp dịch vụ crypto duy nhất mà thôi. Cho tới bây giờ họ vẫn chưa đụng đến những sàn truyền thống mà có đăng ký với SEC nhưng mà lại cung cấp dịch vụ crypto. Các bạn Robinhood là một sàn mà bắt đầu là cung cấp dịch vụ cho các bạn giao dịch chứng khoán nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Rồi sau này họ mới bắt đầu là cho giao dịch crypto và ngày lại càng có nhiều crypto được giao dịch hơn mới đầu đó họ chỉ cho giao dịch các bạn mua bán mà thôi rồi sau này đó họ cho các bạn rút ra khỏi sàn nữa nhưng mà bây giờ họ đã quyết định là đi list ba đồng này các bạn đã biết ba đồng này là ba đồng nằm trong danh sách mà họ cung cấp mà được nêu tên trong cái vụ kiện giữa SEC như là Binance và SEC và Coinbase các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là những cái đồng mà SEC đã nêu tên trong hai điều kiện đó và chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng là một điểm chung của hai điều kiện này đó là họ list đồng Solana, Cardano, Matic và một số những đồng khác nữa như các bạn nhìn thấy trên màn hình à, tôi đã chia sẻ danh sách này chi tiết với các bạn trong những video trước đây à, Nhưng mà chúng ta thấy rất rõ ràng đó là trong danh sách mà những crypto được hỗ trợ bởi Robinhood Đây là danh sách các bạn Thì chúng ta đã thấy là ba đồng trùng khớp với lại ba đồng mà được Newton tên Trong hai dự kiện của SEC là ba đồng bị loại bỏ trên sàn này Thì rất rõ ràng lý do là tại vì ba đồng đó là ba đồng bị kiện các bạn Còn lại đó, những đồng khác thì Robinhood nói bây giờ vẫn tiếp tục hỗ trợ với như chúng ta nói tới là Avalanche hay là Shiba Inu, Litecoin vân vân, Ethereum, uh, Bitcoin, Bitcoin Cash những đồng đó thì vẫn sẽ tiếp tục chỉ ba đồng mà chúng ta vừa nói đến là bị ảnh hưởng mà thôi trong cái văn bản này đó họ đã không có nói rõ lý do tại sao nhưng mà đương nhiên ai cũng hiểu là tại vì họ bị áp lực đến từ SEC có phải là họ chỉ lo sợ rồi uh, họ đi list trước rồi tính sau hay là thật sự là họ lo sợ là SEC sẽ đến để mà họ thăm sức khỏe dẫn đến là họ sẽ gặp nhiều rắc rối hơn tại vì sàn Robinhood này đó là họ cho giao dịch chứng khoán các bạn crypto là một phần mà thôi trên sàn của họ và theo tôi nghĩ đó là họ chỉ đi list trước để cho giảm bớt rủi ro mà thôi tại vì có thể thời điểm bây giờ trading solana Cardano matic không phải là những cái đồng mà được trade nhiều và không có đem đến nhiều lợi nhuận cho họ thì bây giờ họ đi list trước để giảm rủi ro và chúng ta đã thấy được là sàn Robinhood họ đã nói là mọi người có thể mua bán những đồng này Và có thể rút những đồng này về ví cá nhân của mình Đến ngày 28 tháng 6 các bạn như là còn khoảng chừng 3 tuần nữa đó Nếu như mà các bạn không làm gì hết Thì cái số đồng này sẽ bị bán và đổi ra thành những đồng stablecoin Rồi các bạn có thể rút stablecoin Thì họ cũng đã thông báo trước khoảng chừng là 20 ngày Nhưng mà nào mà sử dụng Robinhood thì nên có quyết định sớm nếu như các bạn đang lưu trữ ba đồng này Và theo thuận nghĩ đó là đương nhiên chúng ta thấy là cái lực bán có thể là đến từ sàn Robinhood các bạn những người trên sàn Robinhood có thể là họ đã ra quyết định là đổi những đồng này qua stable coin, đổi những đồng này qua những đồng khác hay là thậm chí bán rồi lấy tiền về ngân hàng của mình đây cũng có thể lý do tại sao mà chúng ta thấy là ba đồng này hôm nay lại xuống rất là nhiều nhiều hơn những đồng còn lại và cũng có thể tin tức này xấu cho nên cũng dẫn đến là một số người khác à, cũng ra quyết định là không tiếp tục lưu trữ đồng Cardano Polygon Solana nữa nếu như mà các bạn à, đang lưu trữ trên những những sàn như là sàn Coinbase vân vân đó là cái quyết định của Robinhood đương nhiên về mặt Coinbase đó, thì họ nói là họ sẽ không làm gì hết họ sẽ không delist bất cứ đồng nào hay là họ sẽ không có ngừng dịch vụ staking tại vì họ tin là những gì họ làm là hoàn toàn hợp pháp và họ đã quyết định là chiến đấu với SEC khi mà ra to nhưng mà ngược lại đó Robinhood thì các bạn thấy là <laughs> crypto chỉ là một phần của họ mà thôi họ còn là mang trading stock nữa khác với là Coinbase Coinbase thì còn gì đâu để lo nữa các bạn bây giờ Coinbase đã trong tầm nhắm rồi thì họ chỉ còn cách chiến mà thôi đó là cái thông tin mới nhất hồi sáng này các bạn và tối ngày hôm qua đó chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới sàn binance us và như bạn có biết là thuận lợi một trong những người mà sử dụng sàn binance us thì đáng tiếc là họ đã ra thông báo là sàn binance us à, sẽ trở thành một sàn giao dịch crypto only bắt đầu À, vào khoảng chừng ngày 13 tháng 6 có nghĩa là các bạn chỉ có thể là trade sử dụng stable coin qua lại mà thôi chứ không thể nạp và rút tiền trực tiếp từ ngân hàng có nghĩa là sẽ không hỗ trợ đồng USD nữa thì lý do tại sao đó thì uh, sàn Binance đã nói là đáng tiếc là tại vì cái vụ kiện của SEC và áp lực À, đã khiến cho cái đối tác ngân hàng của họ đã quyết định là không cung cấp dịch vụ tiếp tục nữa Cho nên bây giờ họ cũng chưa có biết là ngày chính thức ngân hàng sẽ ngưng cung cấp dịch vụ là khi nào Bây giờ họ chỉ biết là sớm nhất là khoảng ngày 13 tháng 6 Cho nên những ai mà có số dư đô la thì có thể rút về ngân hàng trước ngày 13 tháng 6 Nếu như không đó, thì sẽ bị chuyển thành đồng ổn định stablecoin Khi đó các bạn có thể rút về thì đây là điều rất là đáng tiếc các bạn tại vì sàn Binance US là một trong những sàn ở Hoa Kỳ mà được sử dụng cũng khá là nhiều và sàn Binance US là sàn mà đối với thuận là có cái phí rẻ nhất trong những sàn như là Coinbase, Gemini, những sàn đó thì cái phí cao hơn. Thì thường thấy là có nhiều bạn uh, comment nói là cái này cũng không thành vấn đề tại vì cái này đó cũng không có nghĩa là sàn Binance US sẽ ngừng hoạt động. Sàn Binance US vẫn sẽ tiếp tục hoạt động chỉ là cho giao dịch qua stablecoin mà thôi và cũng giống như là những quốc gia khác như ở việt nam đó, các bạn sử dụng p2p peer to peer nhưng mà không phải là các bạn ở hoa kỳ đó, thì các bạn không có sàn peer to peer các bạn có sàn giao dịch thông thường và các bạn có otc như là giao dịch dòng ngoài và những cái sàn giao dịch ở Hoa Kỳ thì uh, sàn này các bạn cũng có thể là nạp rút trực tiếp từ ngân hàng rất là tiện lợi luôn các bạn thì đây là cái uh, vấn đề cực kỳ xấu đó các bạn nếu như mà sàn Binance US không kiếm có một đối tác ngân hàng nhanh chóng thì sẽ mất rất nhiều khách hàng tại vì khách hàng của Hoa Kỳ họ đã quen sử dụng tiền trực tiếp từ ngân hàng rồi bây giờ lại phải thông qua một cái sàn khác để mà mua USDT rồi sau đó lại đẩy lòng stablecoin đẩy lên trên sàn Binance US để mà thu mua thì nó quá phiền phức bây giờ họ có thể là trên căn bản lên trên sàn Coinbase Gemini mua trực tiếp rồi bán trực tiếp về ngân hàng của mình nó đơn giản hơn rất là nhiều và thêm vào đó nữa đó là không có phải rắc rối về thuế tại vì khi mà các bạn lấy tiền mặt mua stablecoin rồi các bạn lấy stablecoin đó qua binance us rồi các bạn đổi stablecoin đó ra thành btc các bạn lại phải dính vào thuế rồi phải thay thuế nữa các bạn rất là phiền phức cho nên đây là một vấn đề rất là lớn đối với binance us đó các bạn nhưng mà nào mà không sống ở hoa kỳ thì có thể là không nhận ra được có nghĩa là sang binance us nếu như mà không có đối tác ngân hàng thì người ta sẽ từ từ không có tiếp tục sử dụng nữa tại vì nó quá phiền phức đối với một người dùng thông thường dùng những sàn khác như là Gemini, Crypto.com hay là sàn Coinbase thì nó đơn giản hơn đó là cái thông tin lớn thứ nhì tôi muốn mang đến cho các bạn các bạn thấy được là chúng ta lại tiếp tục nhận hàng loạt những cái thông tin không được tốt sau cái điều kiện của SEC nói chung thì cuộc chiến đã thật sự là bùng nổ rồi các bạn và chúng ta cũng thấy là Brian Armstrong Có nghĩa là CEO của sàn Binance Thì cũng đã chấp nhận phỏng vấn với đài Bloomberg Và cũng đã chấp nhận phỏng vấn gần đây Với lại Wall Street Journal Nhưng mà đây là cái bài phỏng vấn đến từ Bloomberg các bạn Thì đương nhiên trong cái clip này đó Cái trọng tâm đó chính là cái vụ kiện của SEC Và sàn Coinbase Thì Brian Armstrong đã chia sẻ những điều Mà chúng ta cũng đã từng nghe Brian Armstrong chia sẻ Trên mạng xã hội mà Thuận đã à, dịch lại cho các bạn Và chúng ta cũng đã nghe những cái thông tin Mà chúng ta đã biết gần đây rồi Cho nên tôi sẽ không đọc lại cái phần đó nhưng mà cái phần mà thú vị ở đây đó là khi mà người phỏng vấn hỏi Brian Armstrong là đã từng nói chuyện với lại SEC chưa? Thì Brian Armstrong nói là có trong vòng khoảng chừng một năm qua đã nói chuyện với SEC ít nhất là ba mươi mấy lần. Rồi câu hỏi kế tiếp đó là đã từng nói chuyện với lại chủ tịch Gary Gensler hay chưa? Thì Brian Armstrong nói đó là luôn muốn có một cơ hội để mà nói chuyện về chủ tịch Gary Gensler mà rất là khó. À, khi mà chủ tịch Gary Gensler đã trở thành à, chủ tịch của SEC thì lúc đó Brian Armstrong cũng đã đến để xem coi là con thể có một cuộc họp để nói chuyện hay là không thì cuối cùng cái lịch nó đã không như ý muốn rồi sau đó đã hẹn lại và cuối cùng nó cũng đã có một cái cuộc họp thông qua Zoom các bạn thông qua online mà thôi thì khi mà họp thông mua online đó thì uh, lúc đó Brian Armstrong nói là đã hỏi trực tiếp Chủ tịch Gensler là làm sao để sàn Coinbase có thể theo luật pháp mà như là ông đã nói làm sao để sàn Coinbase có thể đăng ký như ông đã nói thì các bạn có biết là Chủ tịch Gary Gensler đã trả lời như thế nào hay là không? thì dựa theo Brian Armstrong Chủ tịch Gary Gensler đã trả lời thẳng là ông không có trách nhiệm để hướng dẫn sàn Binance đăng ký Brian Armstrong nên tìm luật sư và tự tìm hiểu làm sao để đăng ký đó là cái lời chia sẻ đến từ bram samson các bạn wow nói chung đó thì trong cái vụ kiện này như là thường vừa chia sẻ nó đã trở thành một cái là tôi nói anh nói thì hai người đều nói hai phiên bản khác nhau thì ai nói thật ai nói dối nó đã trở thành như vậy rồi các bạn và Brian Armstrong hầu như cũng đã sẵn sàng để ra tòa với SEC rồi Thì bước kế tiếp sẽ ra sao các bạn Bước kế tiếp đó thì cũng vẫn đang chờ vài bạn chính thức là cái ngày đầu tiên ra tòa sẽ là ngày nào à, Và cái mà chúng ta biết được đó là đã có tên thẩm phán cho cái vụ kiện này rồi các bạn Và thẩm phán đó chính là thẩm phán Reardon Thì sau khi mà biết cái tên của người thẩm phán sẽ sự cái vụ này rồi đó Thì cái Kết quả của vụ kiện giữa SEC và Ripple đó thì càng quan trọng hơn bao giờ hết Chúng ta cũng đã nói khá nhiều về cái vụ kiện này trong vòng 2 năm qua rồi các bạn Và ai cũng hiểu cái tầm quan trọng là cái vụ kiện giữa SEC và Ripple đó sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn đối với lại crypto nói chung Tại vì nếu như mà Ripple thắng kiện đó thì nhiều dự án sẽ dựa theo lập luận của Ripple để chứng minh mình không phải là chứng khoán Và sẽ đẩy lui được SEC Mà ngược lại nếu SEC thắng kiện đó, thì lại càng sao lớn chuyện hơn SEC sẽ dùng những cái lập luận đó để tiếp tục lớn áp thị trường này Điều đó chúng ta đã biết rồi Nhưng mà bây giờ đó chúng ta đã biết là thẩm phán mà sự dụ kiện của Coinbase sẽ là Ridden. Chúng ta chưa biết là thẩm phán của cái dụ kiện của SEC và Binance là thẩm phán nào Nhưng mà thẩm phán của Coinbase là thẩm phán Reden. Thì đây là một thẩm phán mà làm việc chung với lại thẩm phán Taurus các bạn Thẩm phán Torres là thẩm phán mà chịu trách nhiệm cho cái vụ kiện giữa SEC và Ripple Hai thẩm phán này đã là việc chung ở tòa án ở New York Và điều quan trọng hơn đó là thẩm phán Reardon này đã chỉ à, bắt đầu có kinh nghiệm có 6 tháng mà thôi Đây là một thẩm phán mới à, và mới bắt đầu công việc của mình Trong khi mà thẩm phán Torres là thẩm phán đã có lâu năm rồi Thì tại sao điều này là quan trọng? Điều này là quan trọng là vì cái vụ kiện giữa SEC và Ripple đó đã gần 2 năm rồi và đã đến hồi kết rồi các bạn Như là chúng ta nhận được thông tin đó, là trong vòng vài tuần tới đây là sẽ có kết quả Có nghĩa là sẽ có kết quả trước khi mà cái vụ kiện này ra tòa Hay là trong lúc vụ kiện này đang ra đa tòa Tại vì vụ kiện giữa Coinbase và SEC đó sẽ kéo dài cũng tương tự như Ripple mình thôi Theo tôi nghĩ là như vậy Thì nếu như mà chúng ta có một cái kết quả tốt như là Ripple thắng kiện thì chúng ta sẽ được là hai thẩm phán này đó là làm việc chung một tòa án và thẩm phán thua sẽ thẩm phán mà có cái kinh nghiệm nhiều hơn thì khả năng là thẩm phán Reardon cũng sẽ theo cái cách suy nghĩ của thẩm phán Torres để có thể đưa ra một cái quyết định cho một cái vụ kiện mà nó có cái sự ảnh hưởng lớn gì đó với một ngành ít nhất thì cũng sẽ tư vấn với lại thẩm phán Torres để xem coi là nên xử cái vụ của ConB xảy ra sao Đương nhiên không có gì là đảm bảo hết các bạn, hai thẩm phán trong một tòa án có thể là có những suy nghĩ khác nhau nhưng mà dựa theo như chúng ta biết đó, thì khả năng là thẩm phán Reardon cũng sẽ theo dõi sát cái vụ kiện của thẩm phán Torres về XRP để có thể có thêm kinh nghiệm khi mà ra sự cái vụ Coinbase này thì có những tòa án cao hơn khi mà ra quyết định rồi đó thì những tòa án bên dưới không thể chỉnh sửa được giống như là cái tòa phúc thẩm hay là tòa án tối cao thôi thì đương nhiên hai người này có thể là có những sự kiện khác nhau nhưng mà đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải hiểu cái điều kiện của ripple và sec đó có tầm quan trọng bây giờ lại càng lớn hơn nữa và đương nhiên nếu nhìn ngược lại ra thì càng rắc đối các bạn nếu như mà SEC thắng kiện Ripple thì đương nhiên thẩm phán Rudin cũng sẽ nhìn vào những lập luận đó để có thể uh, ra quyết định cho cái điều kiện uh, với lại Coinbase Ngoại trừ là SEC và Ripple thỏa thuận mà thôi Theo tôi nghĩ đó là bất cứ kết quả như thế nào Cho dù Ripple thắng hay là thua Thì vụ kiện này lại phải đẩy lên một bậc nữa các bạn Có thể là đẩy lên tới cái tòa thúc phẩm hay là lên nữa là toán tối cao Nhưng mà Meta Lawman ở trên Twitter đã chia sẻ Nếu như giả sử như mà SEC đó đã thắng cuộc Và đã chính thức uh, chứng minh được XRP là một chứng khoán thì sao các bạn? Thì điều kế tiếp cần phải làm rõ đó là XRP là chứng khoán cái lúc mà công Ripple bán XRP lần đầu tiên hay là XRP đang giao dịch trên những sàn như là Coinbase là chứng khoán. Các bạn nên hiểu sự khác biệt ở đây là sàn Coinbase bị kiện tại vì họ có những cái token như là chúng ta đã nói tới ở đầu video đó những token này đã được xem như là chứng khoán và những cái dịch vụ như là Staking thì SEC cáo buộc đó là những cái dịch vụ hợp đồng đầu tư Cho nên sàn Coinbase là một sàn mà cung cấp dịch vụ chứng khoán mà không có đăng ký Sàn Binance US thì cũng bị cáo buộc tương tự như vậy Nhưng mà thêm vào đó nữa là SEC cũng đã cáo buộc CZ Và đã có một phần cáo buộc liên quan tới làm giá và gian lận Cho nên nó khác một chút Và sàn Binance thì là sàn... mà đã phát hành đồng BNB trong khi Coinbase sẽ không có token Cho nên hai điều kiện này nó có phần giống nhau nhưng mà cũng có phần khác nhau Nhưng mà chúng ta hãy trở lại với điều kiện giữa Ripple và XRP đi Nếu như mà thẩm phán tuyên bố là XRP lúc mà bán bởi không ty bộ đó chính là một hợp đồng đầu tư là một chứng khoán nhưng mà XRP trên sàn thì không phải và chúng ta cũng đã từng thấy cái vụ kiện giữa SEC và Library các bạn thì chúng ta đã biết là cuối cùng đó thì thẩm phán nói là cái token LBRY này là một chứng khoán nhưng mà cái token này khi mà giao dịch trên sàn đó thì lại không phải là chứng khoán có nghĩa là chỉ là chứng khoán khi mà được bán ICO mà thôi Lúc đó đó là cái lúc mà cái người bán đã đưa những hứa hẹn và người ta mua đó chính là một hợp đồng đầu tư nhưng mà khi mà đồng này đã được mua rồi bán trên sàn qua lại thì không phải là chứng khoán nữa và đương nhiên có sự khác biệt rất lớn giữa những cái chứng khoán trên sàn và những cái token các bạn một sự khác biệt rất lớn đó được chỉ ra đây đó chính là chúng ta thấy là chứng khoán thì cái công ty có thể làm nhiều thứ trực tiếp ảnh hưởng đến giá của chứng khoán giống như là họ có thể à, là chia sẻ thông tin liên quan tới cổ tức khi mà họ thông báo chia sẻ cổ tức thì sẽ có sự ảnh hưởng với lại chứng khoán và thậm chí cái ngày mà trước khi mà họ bắt đầu trả cổ tức đó, thì chúng ta sẽ thấy là giá chứng khoán sẽ bị điều chỉnh xuống theo con số cổ tức mà họ trả rồi chúng ta thì được là những công ty họ có thể là đưa ra những quyết định là stock split nghĩa là tách cổ phiếu đó các bạn một cổ phiếu thành hai cổ phiếu những cái cổ phiếu mà giá cao đã từng làm những việc này nhiều lần rồi và đương nhiên một công ty họ có thể ra quyết định là kêu gọi thêm vốn phát hành thêm cổ phiếu đó là điều mà những cái token không làm được các bạn như bây giờ iosk nói là muốn phát hành thêm cardano thì làm sao phát hành thêm được nó đã ở trong giao thức rồi cho nên có sự khác biệt rất là lớn và cuối cùng đó thì lby token này đã không phải là chứng khoáng khi mà giao dịch trên sàn nhưng mà khi bán là chứng khoán cuối cùng họ cũng phải đóng phạt các bạn và cuối cùng dự án này họ đã không có tiền để đóng phạt và họ cũng đã dẹp luôn rồi thì đây là điều đáng tiếc nhưng mà chúng ta trở lại với lại Coinbase Tại sao thường lại nói điều này nếu như mà XRP chứng minh được đó, cho dù uh, là chứng khoán này nữa Nhưng mà khi giao dịch trên sàn là không phải vì những lý do thường chia sẻ Thì cũng đồng nghĩa là Coinbase sẽ không gặp vấn đề gì Tại vì các bạn nên biết là Coinbase đâu có phát hành token đâu Họ chỉ cho giao dịch uh, trên sàn mà thôi Nhưng mà đối với lại Binance US thì nó khác một chút Tại vì Binance US thì có đồng BNB Và điều quan trọng ở đây vẫn là cái mối quan hệ giữa Binance US và Binance.com, SEC có thể chứng minh được hai công ty là một hay là không đó vẫn là một dấu chấm hỏi